Cảm ơn quý vị luôn quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay ngày 31 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Vũng Tàu. Gìn giữ nghề bún Long Kiên, Bà Rịa Vũng Tàu. Mở đầu chương trình là thông tin về huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, trong cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo thuộc dự án nhóm B do Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư gần 231 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đây là dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện tuyến huyện với công suất 100 giường, tương đương một bệnh viện đa khoa hạng 3, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân và du khách tại Côn Đảo. Căn cứ quy định tại luật đầu tư công và kết quả từ hội đồng thẩm định, Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thống nhất với đề xuất, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục hoàn thiện tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hội viên phụ nữ khu dân cư số 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo đã thông tin đến các hội viên phụ nữ khu 3 về ý nghĩa tầm quan trọng của ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử của công dân, nội dung của luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản của tỉnh, huyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trên địa bàn huyện Côn Đảo có 6 đơn vị bầu cử chia thành 12 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay huyện Côn Đảo đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 50 đại biểu, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần. Trong đó ứng cử viên là nữ được giới thiệu ứng cử là 23 người, đạt tỷ lệ 46%. Ứng cử viên dưới 40 tuổi là 15 người, chiếm tỷ lệ 30%. Ứng cử viên ngoài đảng là 2 người, tỷ lệ 4%. Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tái cử là 16 người, tỷ lệ 53,3%. 100% ứng cử viên có trình độ học vấn từ đại học trở lên. Những ghi nhận từ thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục chương trình. Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành chương trình hành động số 15 về việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đảng bộ thành phố Vũng Tàu sẽ nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và chất lượng đảng viên nhằm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, sâu sát thực tiễn, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thành phố nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng trong dịp vận động nhân dân thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Trong xây dựng chính quyền, thành phố Vũng Tàu tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Thành phố quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, định vị thương hiệu du lịch thành phố Vũng Tàu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, hướng đến du lịch thông minh, văn minh, thân thiện. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có công văn yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu người bán hàng tại chợ, người lao động tại siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19, tức đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế. Đồng thời thực hiện cài đặt ứng dụng Reserve Bluezone
và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, giúp cơ quan chức năng phát hiện truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Thành phố Vũng Tàu có hai khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thuộc phường Thắng Nhì được phép thực hiện bầu cử sớm. Đây là những khu vực có cán bộ nhân viên các đơn vị làm việc trên biển trong ngày bầu cử. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu, phường Thắng Nhì có hai khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 thuộc đơn vị liên doanh Việt Nga Việt Sô Petro sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày 4 tháng 5. Tại hai địa điểm trên bờ là sân bay Vũng Tàu và cảng dầu khí Việt Sô Petro với 2.154 cử tri. Theo đó, người lao động đi biển làm việc từ ngày 4 tháng 5 được bỏ phiếu trên bờ trước khi đi biển. Cử tri đi biển trước ngày 4 tháng 5 và không thể vào bờ trước ngày 22 tháng 5 thì bỏ phiếu trên giàn khoan. Còn những trường hợp đi biển vào bờ trước ngày 22 tháng 5 thì cử tri bầu cử tại nơi cư trú. Hiện Liên doanh Việt Nga Việt Sô Petro đang phối hợp với Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu và phường Thắng Nhì triển khai công tác bầu cử sớm đến các cử tri. Đoàn kiểm tra số 1 Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử phường 5 và phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các nơi kiểm tra, Ủy ban bầu cử các địa phương cho biết, hiện tại công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đúng quy định. Ủy ban bầu cử phường 5 thành phố Vũng Tàu cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần 2, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 là 39 người, bầu 22 đại biểu. Toàn phường có 9.657 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 8 địa điểm. Phường Nguyễn An Ninh có 40 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, bầu ra 23 đại biểu. Toàn phường có 22.587 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 địa điểm. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các địa phương cho biết, cán bộ đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đều đồng tình, ủng hộ cuộc bầu cử, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong việc lựa chọn nhân sự là những cán bộ tốt, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để tham gia vào Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới. Hiện tại, các phường đang hoàn thiện công tác lập danh sách cử tri, rà soát các điểm bỏ phiếu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền về cuộc bầu cử. Phường 5 thì thực hiện cái nghị quyết số 15, 17 và 108 của Hội đồng Nhân dân tỉnh á, thì 8 khu phố đó thì nhập lại còn 5. Thì hiện nay các cái trụ sở mà nhập lại á, thì chúng tôi sử dụng các nó làm các cái nơi bỏ phiếu và cái nơi bỏ phiếu chính thức và nơi bỏ phiếu dự phòng theo cái quy định. Và các cái phương án về phòng cháy, chữa cháy, các cái lối thoát thì cũng đã chỉ đạo công an phường rồi kiểm tra trực tiếp. Rồi các cái phương án phòng cháy, chữa cháy thì hiện nay cũng đang kiểm tra rà soát. Theo quy định của văn bản hướng dẫn thì là tạm lưu trú, tạm ở dưới 12 tháng thì cũng không có lập cái danh sách vào cái danh sách cử tri tại khu dân cư đối với lại bầu cử cấp phường xã. Thì cái này tôi cũng đã chỉ đạo đối với lại các cái ban bầu cử cái khu dân cư cũng như là các cái đồng chí tổ trưởng tổ dân phố để nắm chắc cái nguyên tắc này, các đồng chí rà soát cùng với các đồng chí công an khu vực để lập danh sách. Qua kiểm tra, Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang được Ủy ban bầu cử phường 5 và phường Nguyễn An Ninh chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự quy định. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử phường 5 và phường Nguyễn An Ninh chưa ghi nhận đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như công tác tổ chức triển khai bầu cử. Phát biểu chỉ đạo tại các nơi đến kiểm tra, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử hai phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chú trọng bám sát cơ sở, đặc biệt là các khu vực nhiều chung cư, nơi có nhiều dân tạm cư, các chức sắc, tín đồ tôn giáo, để vận động tuyên truyền tham gia bầu cử, đồng thời dự báo trước các vấn đề có thể nảy sinh trước, trong và sau bầu cử, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời. Trong phần tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú này thì cũng đề nghị quan tâm Ủy ban bầu cử, nhất là mặt trận với lại Ủy ban phường quan tâm phối hợp để tổ chức hội nghị cho tốt. Chúng ta phải chủ động mời đảm bảo đúng thành phần
và tổ chức tốt cái nội dung theo hướng dẫn và cái kết quả làm sao cho thật tốt. Ngoài công tác tuyên truyền vận động cử tri, các thành viên đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh cũng lưu ý các phường chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Chuyển sang thông tin tại thị xã Phú Mỹ. Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Phú Mỹ và trường Trung học phổ thông Hắc Dịch. Tại buổi tư vấn tuyển sinh quân sự, Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã tuyên truyền về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và giới thiệu về hệ thống các trường quân đội, quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường quân đội. Ban tuyển sinh quân sự thị xã Phú Mỹ cũng giải đáp những thắc mắc của các em liên quan đến công tác tuyển sinh quân sự, như chỉ tiêu, phương thức, đối tượng tuyển sinh, các tiêu chuẩn về chính trị, độ tuổi, văn hóa, sức khỏe, cách thức đăng ký hồ sơ dự tuyển và các môn thi tuyển. Buổi tuyên truyền giúp cho học sinh trung học phổ thông tại thị xã Phú Mỹ nâng cao nhận thức về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, từ đó định hướng đúng đắn cho các em có nhu cầu, nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội. Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng đầm chứa nước cạnh cống số 6, khu vực xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên Môi trường, Cảnh sát Môi trường và thị xã Phú Mỹ đã tiếp tục kiểm tra, qua đó ghi nhận nhiều điểm nghi ngờ xả thải trái phép. Sau một tuần vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ít nhất 3 điểm nghi ngờ xả thải trái phép. Hiện các mẫu nước thải đều đang được gửi đến đơn vị chuyên môn để xác định mức độ ô nhiễm. Lực lượng kiểm tra đề nghị thị xã Phú Mỹ có biện pháp xử lý quyết liệt đối với các cơ sở chế biến hải sản không phép trong khu vực, tuyệt đối không cho hoạt động trở lại. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan và tổ giám sát cộng đồng giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt hoạt động của các nhà máy tại khu Tân Hải, đặc biệt là các nhà máy xung quanh khu vực đầm nước trước cống số 6, để kịp thời phát hiện các cơ sở xả thải không đúng quy định và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Sau đây là ghi nhận về huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, giải chạy bộ khám phá Minh Đạm lần thứ nhất năm 2021 với thông điệp chạy cho ngày mai xanh, nhằm mục đích nâng cao sức khỏe và quảng bá du lịch, đồng thời hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. Để chuẩn bị cho giải đấu, chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, Đất Đỏ để nghe trình bày kế hoạch tổ chức. Giải chạy bộ khám phá Minh Đạm lần thứ nhất năm 2021 dự kiến tổ chức 3 cự ly, 5 km, 10 km và 21 km. Sẽ có khoảng 1.000 vận động viên tham dự, gồm vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, cán bộ công nhân viên chức, học sinh. Các vận động viên chạy cự ly 21 km sẽ xuất phát từ 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 tại cánh đồng lúa An Nhất, huyện Long Điền. Cự ly 10 km xuất phát lúc 6 giờ 30 phút tại ngã ba Phước Hưng, Phước Hải, Minh Đạm. Cự ly 5 km xuất phát lúc 7 giờ 30 phút tại chân núi Minh Đạm. Tại cuộc họp, các đại biểu đã họp bàn thống nhất các phương án bảo đảm an ninh trật tự đường chạy, phân luồng giao thông, công tác y tế, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Giải chạy khám phá Minh Đạm được tổ chức tại huyện Đất Đỏ, Long Điền. Ban tổ chức giải cho biết, với cung đường chạy độc đáo băng qua cánh đồng lúa An Nhất, một trong những vựa lúa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, các vận động viên sẽ khám phá những nẻo đường làng quê Thanh Bình, đồng thời khi men theo đường ven biển và đặt chân đến khu căn cứ lịch sử Minh Đạm, vận động viên cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xanh ngút ngàn của thiên nhiên mênh mông hùng vĩ. Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 70 đại biểu là công chức, tuyên truyền viên, trưởng phó các ấp trên địa bàn xã Long Mỹ. Cán bộ công chức xã Long Mỹ được Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, phân tích về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Qua nội dung được phổ biến, cán bộ công chức xã Long Mỹ sẽ nâng cao nhận thức tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, từ đó thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ
đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn ấp Tân Hiệp. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ấp Tân Hiệp có 14 người được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, gồm một người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ, một người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ, hai người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phước Long Thọ và 10 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Long Tân. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã nhận xét về đạo đức lối sống, mối quan hệ với nhân dân và nghĩa vụ công dân nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử. Kết quả 100% cử tri nhất trí tán thành việc giới thiệu 14 người sinh sống trên địa bàn ấp tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Được biết, trong 2 ngày 30 và 31 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Tân tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 41 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn ba ấp. Nằm trong chuỗi các hoạt động thể dục thể thao chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ tổ chức giải bóng chuyền Tứ Hùng năm 2021. Tham gia giải bóng chuyền Tứ Hùng năm 2021 của huyện Đất Đỏ có 4 đội đến từ câu lạc bộ bóng chuyền xã Long Tân, xã Láng Chài, công an huyện Đất Đỏ và đồn biên phòng Phước Hải. Các đội bốc thăm thi đấu theo cặp, chọn 2 đội chiến thắng vào thi đấu trận chung kết. Giải nhằm mục đích tạo một sân chơi lành mạnh, hưởng ứng tinh thần rèn luyện thể thao, khỏe để lao động và cống hiến trong cán bộ công chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Đây cũng là cách duy trì phát triển môn bóng chuyền nói riêng và phong trào thể thao nói chung trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Mời quý vị đến với thông tin thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội khuyến học xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã vận động xây dựng quỹ khuyến học trên 1,5 tỷ đồng. Đây là đơn vị đi đầu trong phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập tại thành phố Bà Rịa. Từ nguồn quỹ vận động được thông qua chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, Tiếp Sức Đến Trường, 5 năm qua, Hội khuyến học xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa trao tặng 1.524 suất học bổng trên 6.000 suất quà, đồng thời động viên khen thưởng cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi. Qua phong trào xây dựng các mô hình học tập, năm 2020, xã Hòa Long có 95% hộ gia đình, 100% ấp, đơn vị trường học được công nhận các danh hiệu gia đình học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Xã Hòa Long được công nhận cộng đồng học tập cấp xã loại tốt nhiều năm liền. Đại hội Hội khuyến học xã Hòa Long đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị, hiện nay Bà Rịa Vũng Tàu có 6 nghề truyền thống đã được công nhận là bánh tráng An Ngãi, muối An Ngãi, bánh hỏi An Nhất, huyện Long Điền, bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, rượu Hòa Long, thành phố Bà Rịa và sản xuất sò ốc Mỹ Nghệ, thành phố Vũng Tàu. Trong đó, nghề làm bún Long Kiên có truyền thống hơn 60 năm. Với những hộ gia đình làng bún Long Kiên hiện nay, duy trì nghề không chỉ đem đến nguồn thu nhập nuôi sống gia đình mà còn là để gìn giữ, phát triển thương hiệu bún Long Kiên đã được các thế hệ trước dày công tạo dựng. Nghề bún Long Kiên có từ những năm 1954, do những cư dân di cư từ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp mang theo. Các hộ làm bún đang tập trung chủ yếu ở khu phố 6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, từ chỗ chỉ có 3 đến 4 hộ ban đầu, đến nay làng bún Long Kiên đã có gần 40 hộ làm nghề. Gia đình bà Nguyễn Thị Phấn, khu phố 6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đã có 3 đời gắn bó với nghề làm bún và bản thân cô bà cũng đã làm nghề gần 20 năm. Theo bà Phấn, bún Long Kiên nổi tiếng gần xa bởi hương vị thơm ngon, sợi dai, trắng mịn. Để có được sợi bún thơm ngon thì quan trọng nhất là khâu chọn gạo, ngâm gạo và đánh bột. Ngoài nguyên liệu, cách thức sản xuất thì thêm một điểm đặc biệt giúp sợi bún Long Kiên trắng, mềm, dẻo và dai là nhờ vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi nguồn nước ngầm trong và ngọt. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của bà Phấn sản xuất khoảng 1 tấn bún. Sau khi trừ chi phí, việc làm bún mang thu nhập về cho gia đình bà từ 500 tới 700 ngàn đồng một ngày. Cơ sở của bà cũng tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương với mức lương từ 5 tới 6 triệu đồng một tháng. Cái nghề bún của mình thì
đó là nghề truyền thống, nghề cha truyền con nối. Chung là nghề bún thì nó vất vả lắm, nhưng mà vì cái công ăn cuộc sống của mình á, thì mình cố gắng để mình phát triển cái nghề của mình. Đến nay thì nói chung là cái nghề của mình đối với gia đình của mình thì nó cũng ổn định rồi. Từ năm 2013, bún Long Kiên được công nhận là nghề truyền thống. Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã cấp nhãn hiệu chứng nhận bảo hộ cho bún Long Kiên, nên nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, mở rộng nhà xưởng, áp dụng quy trình sản xuất khép kín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó mà năng suất bún tăng lên gấp từ 3 tới 5 lần, mà công lao động lại giảm đi đáng kể so với cách làm truyền thống. Sản phẩm của bún Long Kiên cũng ngày càng vươn xa đến tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, mang lại thu nhập cao hơn cho người làm bún. Nhà em là có cái truyền thống nghề làm bún này là 4 đời rồi. Mỗi ngày thì công nghệ nó càng phát triển, đó. Cái công việc của nó cũng giảm bớt đi cái vất vả. Thì em mong muốn sắp tới là được phát triển nhiều hơn nữa ra thị trường. Hiện làng bún Long Kiên có khoảng 40 hộ sản xuất, với sản lượng khoảng 20 tấn một ngày. Nét đặc trưng của làng bún này là trải qua nhiều thế hệ. Các hộ làm bún đều là anh em dòng họ, nên tự bảo ban nhau tuân thủ quy định không dùng chất cấm, chất làm trắng để giữ gìn danh tiếng cho bún Long Kiên. Như hiện nay để sản xuất được cái máy này thì cũng như là duy trì được ổn định được công ăn việc làm cho coi như đời sống cũng như là phát triển cái làng nghề, thì nhìn chung á là cái lao động giải quyết việc làm cho lao động cơ bản cho cái làng bún và cái Long Kiên này và cái phát triển kinh tế cho địa phương nhìn chung là nó rất ổn định và đảm bảo tốt cho coi như là duy trì cái làng nghề lâu dài. Cùng với ý thức giữ nghề của các hộ làm bún thì để duy trì và phát triển nghề bún Long Kiên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng hỗ trợ các cơ sở xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tăng cường tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao thương hiệu sản phẩm bún Long Kiên trên thị trường. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.